Lan Vy xin mến chào quý bà con cô bác đã đến thăm vườn nhà của Lan Vy nha. Lúc này bắt đầu trổ bông rồi. Hôm nay Lan Vy sẽ chia sẻ cái cách trồng dâu tại nhà rất là đơn giản. Nhà Lan Vy có vườn số thàng cho nên Lan Vy lót ở dưới gốc để mình tưới nó không có dăng đất lên mà sạch cái dâu nữa. Lan Vy thấy lót thàng như vậy nó cũng mát gốc cho dâu nữa. Dâu nó có trái nhiều lắm. Nhiều khi ở nhà mình uống sữa mà sữa nó hết hạn đừng có đem đi bỏ, uổng lắm nha các bạn. Lúc trước Lan Vy mới trồng, Lan Vy cũng pha như vậy để tưới luôn. Rồi cái bình này á mình còn sử dụng được nha các bạn. Cái bình này đừng có bỏ nha. Lan Vy cắt cái bình này xong rồi á mình làm cái ca để tưới luôn. Nè, cắt như vậy. Đó, bây giờ thì muốn tưới. Bắp. Này rau húng lủi, rau dập cá, rau răm. Tưới sữa xong rồi á Lan Vy tưới nước trở lại để sữa nó trôi xuống đất mình không có nghe mùi. Trái dâu này đầu mùa lúc trước á nó gặp lạnh nó cũng không có lớn lắm, hôm nay á mình hái ăn thử ha. Mời các bạn dùng dâu đầu mùa với Lan Vy nha. Chua chua ngọt ngọt. Khi mà tưới dâu á thì các bạn lưu ý đừng có tưới ở trên cái bông nha. Tưới ở trên bông á nó sẽ trôi phấn và nó làm cái trái dâu của mình á nó bị chai đi, nó không có lớn được. Đó, Lan Vy tưới như vậy nè, tưới ngay gốc thôi. Tránh cái bông, tránh càng nhiều càng tốt. Cái trái này cũng hái được rồi. Chưa có chín lắm nhưng mà hôm nay á mình cũng hái được rồi. Bẻ luôn. Ồ, dễ thương quá. Trồng dâu này á, khi mà tới cái lúc mà có trái á, mình hái thấy cũng vui lắm. Đó. Cái bình này á, mình còn sử dụng được nữa nha các bạn. Có những đêm mà trở trời lạnh á, các bạn mình cũng cần cái bình này nè. Mình chụp mấy cái cây này lại. Đó, chụp như vậy nè, thì cây nó sẽ phát triển dễ dàng hơn. Như dưa hấu thì lạnh quá nó sẽ yếu đi. Hay là mấy cây cà chua còn nhỏ nhỏ như vậy. Của Lan Vy á, lúc này chưa có trái cây để thu hoạch nhiều. Chỉ có bông với trái nó mới ra nhiều lắm các bạn. Đây nè, cây này blueberry, diệt quất ha. Gọi là cây diệt quất. Bây giờ bắt đầu nó ra trái nè. Chùm chùm chùm, thấy mê quá. Đây là cái cây nectarine Lan Vy mới mua trồng năm nay nè. Cái loại này á, màu trắng, nó rất là giòn và ngọt. Bắt đầu có trái nè. Lan Vy thấy có cũng lai gai. Lan Vy nghĩ chắc cũng cỡ 30-40 trái gì đó. Năm đầu mà có trái là Lan Vy thấy cũng mừng rồi đó. Blueberry nè các bạn. Lúc này nó bông trái nhiều quá chừng nhiều luôn vậy. Cái bông, cái màu nó cũng đẹp lắm. Cái loại trái cây này Lan Vy rất là thích ăn, cho nên Lan Vy trồng nè. Mà ăn nó cũng ngon nữa. Bây giờ bắt đầu có trái nhỏ nhỏ rồi nè. Cây này cũng blueberry, nhưng mà cái bông nó màu trắng. Còn cái ở bên đây là cái loại bông của nó màu hồng. Cái cây này Việt Nam kêu là cả Lan Vy trồng, hôm nay bắt đầu trổ bông đó các bạn. Đây, ra bông nè. Lan Vy thấy cây trái mà ra bông Lan Vy mê dữ lắm. Nhìn mấy cây bắp này Lan Vy nhớ người nhà của Lan Vy ghê vậy đó. Nhà người nhà của Lan Vy nói ở ngoài chợ một đồng tới 3 trái bắp lận. Mà ở nhà tự nhiên mình đi trồng bắp. Nhưng mà Lan Vy cũng thích trồng gì để nhớ quê hương. Nhà Lan Vy bây giờ còn cái cây cam này nó đang có trái nè. Mấy cam này, đây cái trái này Lan Vy nghĩ ăn được rồi. À, chút xíu nữa Lan Vy lột thử trái cam ra coi ra sao. Mà bây giờ bông coi nè, bông quá chừng luôn, nó trắng hết trơn luôn nè. Bông đầy cả cây luôn á. Lan Vy thấy cái trái này ở bên đây cũng đẹp lắm. Lan Vy hái thử ha. Hái thử. À, cái cuốn nó còn chắc quá. Hái không được. Đây. Trời, cuốn còn chắc quá. Cái trái này á thì cái màu của nó còn vợt vợt, chưa chín đâu. Lan Vy nghĩ trái này chín nó rụng luôn rồi. Nè, cái trái cam nè rụng luôn rồi. Bây giờ Lan Vy thử
lột thử ăn thử coi coi nó ngon cỡ nào nha. Đó, dễ thương quá nè trái cam. Bây giờ Lan Vy lột thử trái cam này ăn thử coi. Lúc này thử coi lúc này nó ngọt không nghe các bạn. Hôm trước cái Lan Vy ăn thử nó rất là chua luôn, mà không biết là lúc này nó ngọt không. Cái loại cam này Lan Vy nghĩ chắc nó cũng không có ngọt lắm đâu. Nhìn thấy cũng ngon lắm nhưng mà không biết cái ngọt không nữa. Lan Vy xin mời quý bà con cô bác cùng dùng cam với Lan Vy nha. Chua quá. Không ăn nổi các bạn ơi. Lan Vy biết rồi. Cái loại cam này á là người ta trồng để làm kiểng chơi, để treo cho đẹp chơi thôi. Chứ còn ăn á, ai thích ăn chua á, mới ăn được. Còn ai mà không thích ăn chua á, ăn rất là chua luôn. Lan Vy ăn không nổi, chua lắm luôn á. Nhưng mà Lan Vy rất là thích cây cam này á, cây cam này á, trái nó rất là nhiều. Mình nhìn cái trái á, nó treo đẹp lắm. Dễ thương. Thơm quá, mấy cái bông nè, nó nở ra thơm. Thơm thiệt là thơm luôn, đứng gần nó thơm dữ lắm. Cây chanh này là cây chanh giống y như chanh ở bên Việt Nam vậy. Cái mùi nó rất là thơm, tuy là cái cây nó còn nhỏ nhưng mà trái rất là nhiều. Còn cái cây này á, gọi là honey berry. Cái cây này Lan Vy mới trồng nè các bạn. Bây giờ nó có cái trái nhỏ nhỏ nè. Đây cái bông đó. Lần đầu tiên á, Lan Vy trồng cái cây này mà Lan Vy cũng chưa có biết cái cây này ăn ra làm sao nữa. Nè, cái trái của nó. Ở đây có mấy cái cây nó lên mầm nè. Thường thường á, Lan Vy khi mà Lan Vy ăn ớt hay là cà đó, Lan Vy lấy cái hạt á, Lan Vy rải xuống để khi mà mình cần trồng á lại có cây giống để trồng. Hành lá này á, lâu lâu Lan Vy cũng tưới sữa nè. Nó còn nhỏ nhỏ mà nhìn nó tốt dễ sợ luôn á. Mấy dây dưa hấu này á, Lan Vy trồng cũng được một tuần rồi. Đây là cái cây táo tàu nè. Năm nào Lan Vy cũng quay phim hết. Nhưng mà năm nay á, nó nằm ở trong chậu rồi nè. Không biết nó ra trái không nữa. Cái cây này á, mình nhìn thấy cũng quen thuộc lắm nè. Cây tắc nha các bạn. Cây tắc Việt Nam á. Đây nè, cái trái của nó nè. Trái nó tròn, loại tắc này thơm lắm. Cái loại tắc này á, có vị thuốc rất là tốt nha các bạn. Có nhiều khi á, Lan Vy thấy không khỏe trong người á, Lan Vy hái mấy trái tắc này vô nè, Lan Vy nặng bỏ hết nước. Xong rồi á, mình lấy, mình sắc nhuyễn ra rồi khèo với lại đường á. Rồi sau đó mình mua bánh mì á, mình kẹp vô ăn, ăn thấy rất là khỏe luôn. Cây tắc này á, Lan Vy rất là quý. Nó có trái quanh năm luôn á các bạn. Cây này là red berry. Bây giờ bắt đầu nó cũng trổ bông. Đó, có bông nè. Nhà của Lan Vy á, có mấy cái bụi hoa hồng đẹp lắm các bạn. Đây nè. Đó, cái bông lúc này á, bắt đầu á, nó ra bông rất là nhiều, đẹp lắm. Đẹp quá chừng luôn nè. Ở bên đây á, là màu vàng, ở bên kia á, là màu hồng. Nguyên cái bụi bông hồng này có nhiều màu lắm. Cây này cũng trổ bông rất là nhiều. Cây này còn nhiều hơn nữa nè. Cái bông màu trắng dễ thương quá. Từ sớm giờ Lan Vy quay một vòng vườn rồi. Bây giờ video của Lan Vy sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã nhiệt tình theo dõi. Và hẹn gặp lại quý bà con cô bác những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.